Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 24 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các thành viên tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Tùa Chùa tiếp xúc cử tri xã Tùa Thàng và xã Trung Thu sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15. Trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, thắng lợi lớn nhất của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ghi đậm tên tuổi và sự đóng góp kiệt xuất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những tài liệu, kỷ vật hiện còn lưu lại là những bằng chứng sống động về những ngày tháng đầy gian khổ nhưng rất đỗi vẻ vang trong sự nghiệp quân sự của vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19 tại các tỉnh thành phía Nam, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, sự bùng phát dịch COVID-19 do biến chủng Delta trong thời gian qua đã gây ra những tác động mạnh đến toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội của thành phố và gây những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng. Hôm nay, ngành y tế tỉnh Điện Biên đã tiếp tục tăng cường chung tay chi viện thêm nguồn nhân lực cán bộ y bác sĩ để hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 24 tháng 8, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các thành viên tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Tùa Chùa đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tùa Thàng và xã Trung Thu sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu cử tri được nghe tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, thông tin tới cử tri tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Nhân dịp này, cử tri các xã Tùa Thàng, Trung Thu kiến nghị một số nội dung như Đảng, Nhà nước các cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét đầu tư điện lưới quốc gia cho các thôn chưa có điện, xây thêm nhà làm việc cho cán bộ công chức xã, công an xã, nâng mức phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã, đầu tư xây dựng hệ thống nước sinh hoạt cho các trường và nhân dân, mở rộng và bê tông hóa đường nội thôn và khu sản xuất. Cử tri cũng kiến nghị xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các xã Trung Thu, Tùa Thàng đã trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ được tổng hợp để chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Hôm qua 23 tháng 8, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Điện Biên về hai nội dung: giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ và công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2021. Theo báo cáo, năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Ban tiếp công dân của huyện đã tiếp 4 lượt công dân, nội dung chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, chế độ giải phóng mặt bằng. Về kiến nghị phản ánh, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã tiếp nhận tổng số 28 đơn khiếu nại tố cáo của công dân. Trong đó, đối với 10 đơn thuộc thẩm quyền, huyện đã giải quyết xong 9 đơn, một vụ việc đang được xem xét giải quyết. Trong công tác cán bộ, toàn huyện có trên 2.600 biên chế công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục và cán bộ công chức cấp xã. Chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu vị trí việc làm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã trao đổi làm rõ với huyện Điện Biên về một số bất cập, hạn chế còn tồn tại trong việc thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lò Văn Mừng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, nắm bắt tình hình nhân dân, xem xét giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp xúc đối thoại với dân, đặc biệt cần đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp. Hôm nay, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 ứng cử tại huyện Tuần Giáo do đồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cũng đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại xã Mường Mùn và xã Quai Cang, huyện Tuần Giáo sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15. Tại buổi tiếp xúc sau khi nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri hai xã Mường Mùn và xã Quai Cang đã có một số ý kiến kiến nghị với các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh một số nội dung như đầu tư xây dựng kênh mương, xây kè chắn lũ, cầu cống.
chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, làm nhà văn hóa bản, kéo điện thắp sáng cho dân, cấp sổ đỏ cho hộ dân, đề nghị mỗi bản có một công an viên, chế độ chính sách liên quan đến hộ nghèo, cận nghèo. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trao đổi làm rõ ngay tại buổi tiếp xúc, đồng thời tiếp thu một số ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Hôm nay, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 tại xã Xá Nhè, huyện Tùa Chùa. Xã Xá Nhè có tổng diện tích trên 6.100 ha, trong đó tổng diện tích rừng tự nhiên trên 1.400 ha, đất nông nghiệp hơn 4.700 ha, diện tích rừng trồng 12,51 ha, còn lại là các loại đất khác, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 23,36%. Về tiến độ triển khai thực hiện giao đất giao rừng, đến nay xã đã triển khai chủ trương giao đất giao rừng tới nhân dân 12 trên 12 thôn bản và đã tiến hành đi đo đạc tại thực địa được 10 trên 12 cộng đồng thôn bản, 25 hộ gia đình cá nhân với tổng diện tích hơn 230 ha. Hầu hết diện tích của các cá nhân đều là nương rẫy bỏ hoang, trong đó có một số diện tích đã được đưa vào khoanh nuôi tái sinh được 2 đến 3 năm. Còn đối với rừng của cộng đồng chủ yếu là đồi núi đá không canh tác, xã đã và đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn các bên liên quan tiếp tục thực hiện công tác rà soát, đo đạc tại thực địa cho các hộ gia đình cá nhân và các cộng đồng còn lại chưa rà soát. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện giao đất giao rừng, xã Xá Nhè, huyện Tùa Chùa cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc như diện tích đất lâm nghiệp có rừng dự kiến giao nhỏ lẻ, nằm rải rác không tập trung, chủ yếu nằm ở các sườn đồi núi đá dốc trơn trượt nên công tác triển khai tại thực địa gặp rất nhiều khó khăn. Một số hộ gia đình có diện tích nương luân canh tác quản lý và sử dụng lâu dài theo lịch sử muốn để phát triển thành rừng nhưng theo bản đồ địa giới hành chính lại thuộc địa phận của xã giáp danh quản lý. Tại buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng thành viên đoàn công tác đã định hướng cho xã tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đánh giá cao ý thức trách nhiệm của xã, đơn vị tư vấn trong công tác này. Đồng thời, đồng chí Lò Văn Tiến yêu cầu Ủy ban nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo sát sao, không phó mặc cho đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ. Tất cả các cuộc họp phải lập biên bản, rút kinh nghiệm từ kế hoạch 388 đối với đơn vị tư vấn phải thực hiện nghiêm, làm đúng trình tự thủ tục theo quy định. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại thôn Pàng Nhang, xã Xá Nhè. Hôm nay, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 trên địa bàn huyện Điện Biên. Năm học 2021-2022, huyện Điện Biên có tổng số 65 trường, dự kiến có 895 lớp với trên 24.000 học sinh ở các cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Tổng số giáo viên hiện có là 1.658 cán bộ giáo viên, trong đó 157 cán bộ quản lý, hơn 1.500 giáo viên. Theo đúng kế hoạch, các giáo viên đã trả phép từ ngày 1 tháng 8 tới trường tập trung dọn vệ sinh, trang trí lớp học và cải tạo khuôn viên nhà trường, phân loại sách giáo khoa theo từng khối lớp, làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác dạy học, tổ chức phun khử khuẩn lớp học và khu nhà ăn ở cho học sinh. Nhiều trường cũng đã và đang được đầu tư hoàn thiện thêm các hạng mục phục vụ cho công tác dạy và học như xây mới nhà hiệu bộ, khu bếp ăn bán trú, lát lại sân trường, các khu vui chơi cho học sinh bán trú. Qua kiểm tra, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận sự nỗ lực của các trường học và các xã trong công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Đồng thời lưu ý, năm học 2021-2022 bắt đầu trong hoàn cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp. Do đó, để đảm bảo cho năm học mới diễn ra an toàn thuận lợi, các trường cần có phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo đúng đủ quy định, cần thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, tránh tổ chức tụ tập đông người, bố trí chỗ ăn ở sinh hoạt, học tập cho học sinh, đảm bảo vệ sinh và khoảng cách an toàn. Tiếp tục hoàn thiện công việc vệ sinh, trang trí trường lớp học khang trang, sạch đẹp để thu hút học sinh. Quan tâm chú trọng tới công tác vận động học sinh dân tộc thiểu số đến trường, đảm bảo đầy đủ sĩ số, tỷ lệ chuyên cần. Ít ngày nữa là năm học mới bắt đầu, do đó các trường cần có phương án chủ động tổ chức lễ khai giảng đúng với tinh thần chỉ đạo của tỉnh, vừa đảm bảo triển khai tốt nhiệm vụ năm học mới, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong các trường học. Tại huyện Mường Trà, hôm nay đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2021-2022. Theo đó, năm học tới, huyện Mường Trà có 41 trường, 723 lớp, 17.522 học sinh với 1.486 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Toàn huyện có 723 phòng học, trong đó có 464 phòng kiên cố, 173 phòng bán kiên cố và 86 phòng học tạm. 100% cán bộ giáo viên được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, 100% các trường cơ bản có đủ thiết bị dạy học tối thiểu, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo bước vào năm học mới.
Qua kiểm tra thực tế tại trường tiểu học số 1 Na Sang và trường mầm non số 2 Na Sang, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao sự chủ động chuẩn bị của các trường và sự quan tâm vào cuộc lãnh chỉ đạo của cấp ủy chính quyền huyện, đồng thời đề nghị các trường cần khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, huy động học sinh ra lớp, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần ngay từ những ngày đầu năm học, nêu cao tinh thần trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường, thực hiện các biện pháp đồng bộ nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi đến trường. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, thắng lợi lớn nhất của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ghi đậm tên tuổi và sự đóng góp kiệt xuất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vâng, những tài liệu kỷ vật hiện còn lưu lại là những bằng chứng sống động về những ngày tháng đầy gian khổ nhưng rất đỗi vẻ vang trong sự nghiệp quân sự của vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nơi ghi dấu những chiến tích của chiến dịch Điện Biên Phủ được nhắc đến như một chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam. Hơn 5.000 tài liệu hiện vật hiện đang được lưu giữ tại đây, đưa người xem trở lại chứng kiến cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc trong suốt chiều dài những năm kháng chiến chống Pháp. Đặc biệt nổi bật và xuyên suốt trong đó là các tài liệu hiện vật gắn liền với tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chỉ huy trưởng của chiến dịch, cũng là người đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Với các cái tài liệu hiện vật mà liên quan đến Đại tướng, thì hiện nay chúng tôi cũng có được một số trong cái quá trình sưu tầm cũng như là nhận chuyển giao từ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đó là những hiện vật như là tiêu biểu như là cái chiếc đèn bão mà Đại tướng đã dùng trong cái thời gian làm việc tại Sở Chỉ huy Mường Phăng khi chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, và một số những cái cặp chân giường, chân bàn của Đại tướng là quá trình năm 2004 khi mà trùng tu phục dựng lại cái di tích Sở Chỉ huy Mường Phăng đó, thì cái ban thực hiện dự án đó họ cũng tìm được một số những hiện vật như vậy để đưa về cho bảo tàng làm công tác bảo quản, lưu giữ và phát huy giá trị. Bên cạnh những hiện vật gắn bó với Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong suốt thời gian làm việc tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng, bảo tàng hiện còn trưng bày nhiều tài liệu, bút tích, ảnh tư liệu, bản trích quý giá như bản mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 6 tháng 5 năm 1954, tấm bản đồ diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ có chữ ký của Đại tướng. Các hiện vật được trưng bày trang trọng, mang giá trị và ý nghĩa trường tồn trong việc truyền tải thông tin về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cũng như vai trò quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch này tới công chúng. Để các cái thế hệ mai sau như vậy là với lại cái du khách bốn phương lên để mà tham quan, xem lại những cái hình ảnh này thì đã nổi trội lên là Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người chỉ huy ở chiến dịch chiến trường Điện Biên Phủ này đã đưa lại thắng lợi. Người ta mới học tập được rất nhiều là cái truyền thống đấu tranh của dân tộc Việt Nam, của con người Việt Nam, thế mà đã đưa đến chiến thắng vang dội, vang lừng khắp năm châu bốn biển. Mặc dù số lượng các kỷ vật về Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn lại không nhiều, nhưng đó là sự nỗ lực, tấm lòng của người dân Điện Biên dành cho Đại tướng. Bởi lẽ đó, đến nay công tác sưu tầm các kỷ vật của Đại tướng vẫn còn đang tiếp tục được nỗ lực thực hiện. Cùng với đó, quy trình bảo quản các hiện vật được bảo tàng thực hiện định kỳ hàng năm theo đúng quy trình đề ra, theo phương pháp cụ thể đối với từng chất liệu, đảm bảo giữ gìn nguyên vẹn các hiện vật. Với những hiện vật vô giá như vậy thì chúng tôi cũng có những cái phương pháp là sau khi bảo quản xong thì cũng thực hiện trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền về giá trị, về ý nghĩa của nó đến với du khách, không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Mà cái việc bảo quản cũng như là trưng bày này được thực hiện rất là tỉ mỉ, rất là khoa học, làm thế nào đó để tuổi thọ của hiện vật được đảm bảo lâu dài. Gần 7 thập kỷ đã trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam quật cường, bất khuất. Thắng lợi đó bắt nguồn từ đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng, tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo của quân đội và nhân dân ta, đặc biệt gắn liền với tên tuổi và sự đóng góp kiệt xuất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mỗi hiện vật tài liệu còn lưu lại là một phần lịch sử và là cầu nối để thế hệ trẻ, những người chưa từng biết đến chiến tranh thêm trân trọng và giữ gìn những truyền thống quý báu của đất nước về vị đại tướng tài ba lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. Thưa
quý vị và các bạn, sáng nay, lãnh đạo Sở Y tế đã đi kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 9 năm 2021 tại điểm tiêm chủng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo kế hoạch, trong 2 ngày 24 và 25 tháng 8, tại điểm tiêm chủng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tổ chức tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 600 người thuộc diện ưu tiên theo quyết định số 355 ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế và kế hoạch số 2441 ngày 4 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Điện Biên. Trong đó, đặc biệt ưu tiên những người mắc các bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi đã được sàng lọc và có chỉ định tiêm tại điểm tiêm chủng của bệnh viện. Qua kiểm tra thực tế tại điểm tiêm cho thấy, công tác tiêm chủng được thực hiện theo nguyên tắc một chiều, đảm bảo an toàn đúng theo quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế, từ việc đo nhiệt độ, hướng dẫn người dân sát khuẩn tay, làm thủ tục đăng ký tiêm, giữ khoảng cách an toàn trước và sau khi được tiêm. Điểm tiêm được trang bị đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu để tiêm chủng và xử lý các sự cố y khoa ngoài ý muốn có thể xảy ra trong và sau tiêm chủng. Quy trình trong tiêm chủng được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo đúng tiến độ và an toàn phòng chống dịch. Cùng với điểm tiêm chủng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chiến dịch đợt 9 còn tổ chức tiêm tại 5 điểm tiêm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Dự kiến sẽ có 1.128 người thuộc diện ưu tiên, đặc biệt là những người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong 3 ngày từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8, tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 9 năm 2021. Trong đợt tiêm này, dự kiến sẽ có trên 1.100 người thuộc các đối tượng ưu tiên được tiêm mũi 1 vaccine Pfizer tại các điểm tiêm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đối tượng được tiêm chủng trong chiến dịch là những người từ đủ 18 tuổi trở lên theo quyết định số 3355 ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế và kế hoạch số 2441 ngày 4 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh. Để đảm bảo an toàn trong chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, ngành y tế đã triển khai tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ y tế tham gia tiêm chủng, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế. Tại mỗi điểm tiêm đã thành lập đội phản ứng nhanh để kịp thời xử trí với các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm, đồng thời chú trọng việc khám sàng lọc và tìm hiểu thông tin sức khỏe người được tiêm cặn kẽ để xác định các trường hợp có tiền sử dị ứng, cao huyết áp, người trong diện chống chỉ định tiêm và hoãn tiêm cho đến khi sức khỏe ổn định. Trong ngày đầu tiên triển khai tiêm đợt 9 đã có trên 500 người được tiêm, đạt 100% kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19 tại các tỉnh thành phía Nam, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, sự bùng phát dịch COVID-19 do biến chủng Delta trong thời gian qua đã gây ra những tác động mạnh đến toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội của thành phố và gây những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng. Vâng, hôm nay thì ngành y tế tỉnh Điện Biên đã tiếp tục tăng cường chung tay chi viện thêm nguồn nhân lực cán bộ y bác sĩ để hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phía Nam trong những ngày qua, ngay khi có sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Y tế tỉnh Điện Biên về việc huy động lực lượng cán bộ y tế tham gia đoàn công tác hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã vận động các y bác sĩ với tinh thần xung phong hỗ trợ chống dịch. Qua đó đã có 22 cán bộ y tế, gồm 8 bác sĩ, 14 cử nhân điều dưỡng đăng ký tham gia. Đoàn công tác ngành y tế tỉnh Điện Biên chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh trong đợt 2 này. Theo kế hoạch ngày 25 tháng 8, đoàn cán bộ y bác sĩ số 2 của tỉnh Điện Biên sẽ chính thức lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Sau khi được quyết định thành lập, công tác chuẩn bị thì đã được tiến hành rất là chu đáo. Anh em trong đoàn thì đã được chuẩn bị trước hết là trang bị các kiến thức về phòng chống dịch bệnh, phòng chống lây nhiễm trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Anh em được trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân. Toàn thể anh em trong đoàn thì hiện tại rất là quyết tâm để cùng đến với thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Trước khi lên đường chi viện hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, các thành viên trong đoàn công tác đã được tập huấn kỹ năng thực hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong lấy mẫu, điều trị và chăm sóc người bệnh COVID-19. Đảm bảo an toàn sinh học trong quá trình làm việc. 100% thành viên trong đoàn đều nắm chắc kiến thức về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tất cả các thành viên trong đoàn công tác đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, tinh thần, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Vì là tình hình dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam đang rất phức tạp nên là bọn em cũng tự nguyện lên đường để hỗ trợ miền Nam chống dịch. Chúng em đã được tập huấn này, đã chuẩn bị những cái tư trang này, vật tư này và những cái thiết bị cần thiết phòng hộ cho bản thân cũng như những kiến thức mà đã được các thầy cô ở bệnh viện Bạch Mai tập huấn, gọi là gia đình cũng ủng hộ
và cũng mong là em cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ được sở và cũng như ngành giao để chiến thắng đại dịch trở về. Chung tay cùng cả nước chống dịch COVID-19, đoàn công tác số 2 thuộc ngành y tế tỉnh Điện Biên hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng được giao. Đây không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế Điện Biên mà còn là sự sẻ chia, tình nghĩa đồng bào của tỉnh Điện Biên đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, chung tay góp sức cùng cả nước nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với công tác đảm bảo cơ sở vật chất, việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 như phun khử khuẩn, tăng cường vệ sinh đã và đang được các trường trên địa bàn huyện Tuần Giáo triển khai, thực hiện nghiêm túc nhằm bảo đảm an toàn bước vào năm học mới. Phản ánh của phóng viên thời sự. Những ngày này khi không khí ngày tựu trường đang đến rất gần, cán bộ giáo viên trường tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo đang khẩn trương vệ sinh lại trường lớp học, chuẩn bị dụng cụ đo thân nhiệt, dùng dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay, nước tẩy rửa và tổ chức vệ sinh phun khử trùng trường lớp học và thiết bị dạy học. Để mùng 1 này học sinh được tựu trường, đề nghị tất cả các giáo viên chủ nhiệm liên hệ với phụ huynh cho biết thông tin sức khỏe của học sinh trước khi đến trường, chuẩn bị về cơ sở vật chất như là sát khuẩn, tất cả các phòng học, khu vui chơi và khu sinh hoạt tập trung của học sinh, các phòng làm việc. Thế và một việc tiếp theo đó là chuẩn bị xà phòng rửa tay, dung dịch sát khuẩn. Học sinh khi đến trường thì phải đeo khẩu trang đầy đủ, thế và được đo thân nhiệt cũng như là sát khuẩn tay trước khi vào trường. Còn tại trường mầm non Họa Mi, song song với công tác đảm bảo cơ sở vật chất thì nhà trường đang chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, những công việc như lau chùi, phun khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt bàn ghế, cửa lớp học, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, các thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi luôn được cán bộ giáo viên của nhà trường thường xuyên duy trì. Để chuẩn bị đón năm học mới, còn khi mà phụ huynh đầu năm học mới, phụ huynh đưa các cháu đến trường thì nhà trường cũng chỉ đạo là hướng dẫn cho phụ huynh thứ nhất là phải đeo khẩu trang, thực hiện đúng theo quy định 5K. Xác định dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, do đó để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, phòng đã chỉ đạo các trường bổ sung kịp thời trang thiết bị, vật tư y tế, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 như dung dịch sát khuẩn, xà phòng diệt khuẩn, dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng, bố trí nơi rửa tay có nước sạch, bố trí phòng y tế, phòng cách ly tại những vị trí phù hợp thuận tiện cho việc xử trí các trường hợp ốm đau, trường hợp liên quan đến COVID-19 trong thời gian làm việc và học tập tại trường. Đào tạo Tuần Giáo là chúng tôi đã chỉ đạo các nhà trường kiện toàn, ra soát kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống COVID của các trường học. Bên cạnh đấy thì sẽ tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt cái công tác ra soát các cái đối tượng, rồi thì các thầy cô giáo cũng như là các cháu học sinh có liên quan đến cái yếu tố dịch tễ sau cái thời gian nghỉ. Đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã chuẩn bị tốt các điều kiện để phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh khi tới trường. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Quý vị và các bạn đừng quên là có thể theo dõi lại các chương trình của đài chúng tôi tại địa chỉ website dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.